Hello các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhân giống cây sedum và cách chăm sóc nó. Việc đầu tiên ta phải chuẩn bị một cây giống, một chậu đất và một cái kéo như thế này. Vì dòng sedum là dòng thân thảo rất là dễ nhân giống và cách nhân giống của nó là cắt cành. Và sau khi các bạn chuẩn bị xong thì các bạn cùng tiến hành theo các bước của mình nhé. Mình dùng kéo cắt một đoạn khoảng 2cm và đặt xuống chậu, không cần cắm xuống đất, chỉ cần đặt lên chậu là được. Mình cắm dày một chút, sau này lên sẽ đẹp hơn. Sau khi cắt thấy ok rồi, các bạn mang chậu vào nơi mát, có ánh sáng nhẹ. Qua ngày sau thì các bạn hãy tưới nhé. Và khi tưới các bạn hãy tưới thật đẫm. Và cứ sau 3 ngày các bạn tưới lại một lần cho mình. Sedum là dòng có thể sống ở trong mát và ở ngoài nắng được. Nếu như ở trong mát, ánh sáng nhẹ không dưới 50% thì cây sẽ có tán rộng như thế này. Còn nếu như cây ăn nắng trực tiếp, tán cây sẽ nhỏ và có màu sắc rực rỡ hơn. Vậy các bạn hãy chọn cho mình cách trồng phù hợp với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip.